Áo khoác chăn nuôi nhá, ngan của em nay được 1 tháng rồi đây. Để giới thiệu với các bác một chút về thức ăn tự chọn. Thì ngan của em là được 10 ngày tuổi thì em bắt đầu là chọn thức ăn tự chọn cho nó tập ăn. Thì lúc đầu thì nó không quen thức ăn thì nó không ăn nhiều. Nó tập ăn rơi vào tầm khoảng 1 tuần thì con ngan nó bắt đầu nó ăn thức ăn tự chọn nhiều lên. Thì đến bây giờ thì cái thức ăn tự chọn này là con ngan như nhà em nuôi là nó chiếm đa số trong thành phần thức ăn, nên em có cho ăn kèm thêm cả cám viên nữa này. Nhưng mà cám viên này hẳn còn ở trong đây, nhưng mà con ngan nó bây giờ thì nó thích ăn cám trộn hơn. Thì với ưu điểm là giá thành rẻ, cũng chọn theo công thức được sự chỉ dẫn của chuyên gia nên là cũng khá là yên tâm. Với mức độ tốc độ lớn của con ngan này thì 30 ngày đầu nó rơi vào tầm khoảng cân 3 rồi. Cân 3, con to thì cân 4, cân rưỡi. Thì cũng đánh giá là khá là đẹp. Thì ưu điểm thứ hai là con ngan nó đa dạng thức ăn. Thì nó ít bị equi do cái thức ăn tự chọn này. Em chọn nhiều men tiêu hóa. Với lại một số chất rau xanh, bổ sung chất xơ, cái bá rượu thì nó làm giảm cái độ pH trong đường ruột con ngan đi. Con ngan nó ít bị mắc bệnh E. coli hơn nhé các bác. Xin chào các bác nhá. Đây cái chậu này nó to quá, con ngan nó với không được vào trong. Tình hình giá thức ăn thời gian gần đây, thức ăn công nghiệp thời gian gần đây thì tăng quá cao. Nhưng mà cái giá thành sản xuất con ngan con gà thì không tăng được như mong muốn. Mà trong thời gian dịch bệnh Covid thì nó lại càng trên đà giảm xuống. Thì để nhằm giảm bớt cái chi phí thức ăn cho con ngan con gà thì cũng có sự tư vấn của chuyên gia thì cũng tự phối trộn thức ăn cho nó ăn, tận dụng những cái nguyên liệu rẻ có sẵn ở địa phương, làm sao mà kéo cái giá thành sản xuất nó xuống. Thì cái công thức thì là phối trộn cám gạo là 2 cân, 1 cân đậm đặc, cám ngô 2 cân, chuối, thân cây chuối thì mình chặt ở vườn thôi. Còn đây bã rượu đây thì xin được, bã đậu thì có 1.000 một kg. Thì trộn vào sẽ ra được hỗn hợp rơi tầm khoảng 10 cân thức ăn. Thì chi phí tính cho cái chỗ thức ăn này 10 cân là cám đậm đặc 20.000 một cân, cám ngô 8.000 một cân, 2 cân là 16.000, cám gạo 4.000 một cân là 40.000. Cái này chỗ bỗng rượu ở đây thì nó rơi tầm khoảng 5 lít, khoảng 5 cân. Thân cây chuối rơi tầm khoảng 2 cân, thì tổng hợp thì nó rơi tầm khoảng chục cân thức ăn.
Thì chi phí nó chỉ mất có 40.000 đến 50.000 thôi. Tùy nguyên liệu đầu vào các bác mua đắt hay rẻ. Thì với 10 kg thức ăn này thì em cũng đã cho ăn cái đàn ngan kia. 300 con ăn trong vòng cả một ngày thì mới hết có tầm 40.000. Thì buổi đêm thì cho ăn thêm cám công nghiệp, ban ngày sẽ cho ăn cám trộn này, và buổi đêm cho ăn cám công nghiệp. Thì cái tốc độ lớn so sánh với lại ăn hoàn toàn với cám công nghiệp thì nó cũng gần tương đương như nhau, và đến thời điểm hiện tại thì nó là gần tương đương như nhau. Để mà đánh giá được hết đây con ngăn đực đây 28 ngày đều như vắt chanh khỏe anh. Đây. Nông lá ra đều đặn, nhưng mà hình như là cung đa dạng thức ăn thì nó vẫn tốt hơn là cho ăn độc cám viên đấy. Có vẻ là còn đẹp hơn cả đàn trước ăn độc cám viên không ấy. Đấy. Đấy. Bọn ngàn cái này 100 con này ăn thức ăn ổ 15 hôm này. Cũng to. Nhưng mà không 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 kém ăn cám công nghiệp là mấy. Được cái không bị đi ở. Đây là đàn gà thả vườn đấy. Đàn này, gà này thì được 1 tháng rồi. Mà cũng đều đẹp. Mà thả ngày trước thì em nuôi cái gà này thì chủ yếu là để tận dụng thức ăn thừa của con ngan. Thì bây giờ thấy làm nó có hiệu quả cao. Bán được giá cao nên quyết định là nuôi nhiều lên một tí để đủ phục vụ cho bán lẻ. Gà thả vườn em chỉ bán lẻ trên trại. Thì là gà này là ăn hoàn toàn bằng cám trộn hết, không tức là mình chỉ dùng thức ăn thừa của ngan và cám trộn thôi. À, ngoài sạch sẽ, không khí thoáng đãng là con gà nó cũng ít bệnh. Cái bệnh hay gặp phải là run thôi, cứ định kỳ tháng tẩy run lần.